đã cảm nghiệm sâu sắc về vai trò của Thánh Giuse, ngài biết trên trời Thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin. Hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Giuse Công Nhân, ngài được tôn vinh làm bổn mạng giới lao động, bổn mạng nam giới, cách riêng bổn mạng của đồng hương Thuận Thành miền Nam. Khi nhắc đến Thánh Giuse, chúng ta thấy ngài, nói đến Thánh Giuse, mọi người đều hiểu rằng thánh nhân là một con người hoàn toàn im lặng, hầu như không được các tin mừng ghi chép lại một lời nào do miệng người thốt ra. Nhưng chính sự im lặng của thánh nhân giúp chúng ta nghiệm ra mầu nhiệm của Thiên Chúa. Thánh Giuse sở dĩ im lặng là để giúp nhân loại nhận ra rằng Thiên Chúa nói đã đầy đủ, bao gồm tất cả các thánh nhân, không cần phải làm thêm gì vào lời của Thiên Chúa. Thánh Giuse đã thinh lặng để chiêm ngắm mầu nhiệm con Thiên Chúa suốt cuộc đời của người ở làng quê Nazareth. Thánh nhân vẫn im lặng hơn là nói. Sự thinh lặng của Thánh Giuse luôn mang ý nghĩa lớn lao về sự hiện diện và tác động của Thiên Chúa. Chúng ta có thể nói về Thánh Giuse mà không sợ quá lời. Ngài thinh lặng trong chiêm niệm để Chúa Thánh Thần dẫn đưa cuộc đời ngài và để ngài hoàn toàn tự do hành động theo ý của Thiên Chúa. Đây là một điều kỳ diệu, một hiển hiện cao siêu của cuộc đời Thánh Giuse. Thánh Giuse đã thích năng để lắng nghe, đón nhận và để cho trái tim mới của mình hướng dẫn và chỉ bảo con đường để các thánh ý Thiên Chúa. Đúng là Thánh Giuse biết lắng nghe, biết mở rộng tấm lòng để sống hạnh phúc.